Nếu bạn không có bộ công cụ của NiceSlide, với PowerPoint bình thường, khi bạn lưu slide thành hình ảnh, ảnh sẽ có chất lượng cực kỳ thấp, bị mờ, vỡ và không thể dùng cho in ấn, cũng như truyền thông online digital marketing. Và nếu bạn sở hữu bộ công cụ của NiceSlide, với công cụ NiceSlide độc quyền, bạn có thể lưu ảnh với kích thước không giới hạn từ PowerPoint. Ví dụ mình để kích thước rất lớn là hơn 9000 pixel. Bạn có thể mở trực tiếp thư mục chứa ảnh vừa lưu từ NiceSlide. Ảnh sẽ có đúng kích thước như mình đã thiết lập ở trong NiceSlide. Ảnh vô cùng sắc nét, không hề bị mờ hay bị vỡ. Một thành quả mà những người thiết kế PowerPoint đều mơ ước bấy lâu nay. Hơn thế nữa, bạn còn có thể cùng một lúc lưu tất cả slide thành ảnh chất lượng cao. Tất cả các ảnh đều sẽ đảm bảo có kích thước giống hệt nhau. Vô cùng hữu dụng khi bạn đang muốn đăng một bộ sưu tập ảnh lên Facebook hoặc tạo một album hình ảnh sản phẩm ở trên website. Hơn thế nữa, NiceSlide còn sở hữu tính năng đặt kích thước của khổ giấy chuẩn theo một loại ấn phẩm. Ví dụ khi bạn chọn cover, NiceSlide sẽ hiện ra hai lựa chọn, đó là kích thước ảnh bìa dành cho trang cá nhân và fanpage. Ngay lập tức bạn sẽ có khổ giấy chuẩn theo kích thước ảnh bìa fanpage của Facebook. Hoặc khi bạn chọn poster, NiceSlide sẽ cung cấp cho bạn 5 khổ giấy chuyên dùng để in ấn phẩm quảng cáo này. Từ đó bạn có thể tự do thiết kế poster trên PowerPoint và không cần lo lắng về chất lượng của ảnh khi in ấn. Đặc biệt, khi thiết kế ảnh bìa của Facebook trên PowerPoint, bạn có thể lưu kích thước của ảnh chuẩn theo khuyến nghị của Facebook là 820x312. Và khi bạn đăng ảnh lên Facebook, ảnh sẽ vừa khít 100% và không thể dịch chuyển được một chút nào cả. Từ đó bạn sẽ sở hữu ảnh bìa hoàn hảo cho fanpage của mình. Thậm chí với NiceSlide, bạn còn có thể thiết kế khung ảnh đại diện Facebook ngay trên PowerPoint. Vì NiceSlide có khả năng lưu riêng một vật thể trên slide thành ảnh. Ảnh khi lưu ra không hề có nền ở phần trống. Từ đó bạn có thể dễ dàng sáng tạo những khung ảnh đại diện Facebook để quảng bá, truyền thông cho những phong trào, sự kiện sắp tới của công ty. Tất cả những điều tuyệt vời đó đều đến từ công cụ NiceSlide của NiceSlide. Hẹn gặp bạn tại khóa học NiceSlide để sở hữu bộ công cụ số 1 dành cho PowerPoint.